Tôi rất lo là bà ấy, do cái ảnh hưởng của răng lợi mà không ăn được, cái ảnh hưởng sức khỏe của sau này là nữa là tuổi thọ. Đúng là trên YouTube có thể không phản ánh hết lên tất cả được. Để đến đây mới thấy nó rất là đầy đủ, thấy những cái chia sẻ của tôi rất là thiết thực đối với những người mà phải làm răng. Bởi vì em muốn một cái hàm thông lắp này ăn nhai ít nhất là được nhiều năm, chứ không phải 1-2 năm. Niềm vui tuổi già chỉ là có hàm răng khỏe để ăn uống ngon miệng hơn. Là những khách hàng lớn tuổi, khi trò chuyện với hai bác, chúng tôi cảm nhận và thấu hiểu được sự khao khát có một hàm răng khỏe mạnh, ăn nhai thật tốt. Chính vì vậy nên hai bác đã vượt qua gần 100 cây số để đến với chúng tôi. Theo dõi cuộc trò chuyện mà chúng tôi thực hiện ngay tại nha khoa bác sĩ Trung Long Biên, các bạn sẽ hiểu được một hàm răng khỏe mạnh quan trọng đến như thế nào đối với người già. Có cười hết cỡ? Há hết cỡ. Đây là cái hàm hàm dưới. Cô há hết cỡ đi cô. Cô há hết cỡ. Cái hàm dưới đi cô. Đây là hàm dưới. Cái hàm này em đang gắn được tí keo rồi đúng không? Thì cái này là gì, nó có một cái gọi là cái keo hỗ trợ. Keo hỗ trợ thì là chú thử đẩy cái hàm, chú lấy cái tay đi, chú lấy cái tay này. Chú thử nhấc cái hàm. Nhấc hẳn đi. Chú thấy nó chặt không? Chặt. Nghĩa là cái hàm này nó có một độ mút, nó giống như kiểu hôm trước mà em bảo bác là cái hàm nó có một độ mút chặt vào đây. Như vậy là gì? Đây là lần đầu tiên lắp, tí nó có thể về có những cái điểm đau. Cái điểm đau là gì? Chú để là tí chị Diệp kiểm tra cho anh cái phanh đây này. Cái chỗ này nó có một cái điểm đau cho nên cái đèn. Ví dụ những cái điểm tì đè nó có thể là tạo ra những cái điểm gọi là có điểm đau của hàm. Thì cái này sẽ phải chỉnh mất khoảng một, có thể ở trên nhà có thể chỉnh một chút xíu được. Hoặc là hôm sau chú sẽ dưới đây để em chỉnh cho. Ví dụ như cái chỗ nó cọ ở một cái điểm nào đó may mắn thì nó có thể nó không bị, nhưng mà có thể nó bị. Thì đây là gọi là cái hàm cô há hết cỡ. Thì nó khác hoàn toàn một cái hàm thoát lắp, nó lắc. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái này nếu như mà chú có một tí keo ấy, thì có thể đeo trong vòng là gì 8 đến 12 tiếng là nó giữ chặt như này. Thì là đến buổi tối là mình nhiều khi là mình phải nhấc mãi nó mới ra như này. Thì là cái hàm của cô nó không, nghĩa là cô nói chuyện so với cái hàm ngày xưa nó không. Cái này gọi là vành khít, nó kín rồi. Đấy là cái hàm dưới. Đối với hàm trên thì cái nhóm này nó đang thật của cô ấy. Sau khoảng 2 tuần nó sẽ trở lại bình thường. Ví dụ cái này là cái răng. Ở đây nó có một cái hàm khung liên kết. Chú thấy nó chặt đến mức độ. Nghĩa là gì? Nó trong này nó có một cái gioăng. Trong này nó có một cái gioăng. Cái gioăng này nó giống như cái lò xo cao su này. Cái này nó có thể thay được. Thay là gì? Ví dụ như khoảng 2 năm mà cô cảm thấy nó lỏng, hoặc lúc nào cô lỏng ấy, bởi vì nó là có cái gioăng thì nó có thể bị mòn. Bởi vì trên này nó có một cái viên bi, chú để ý có viên bi đôi này. Thì cái gioăng này nó mục đích là để nó cho vào đây để nó giữ làm sao? Cứ tạch một cái. Đúng theo cái mà cái hàm mà hôm trước cho bảo chú không? Thì nó giữ chặt vào đây. Thì coi như cái hàm này sợ thì không ra được. Chắc. Nghĩa là cô phải dùng cái hai cái lực tay, cô cứ bình tĩnh đi nhá. Nghĩa là cô kéo hai tay xuống đều thì nó mới xuống được. Và cô ăn nhai hoặc cắn ạ? Cắn vào nó có cái kêu tiếng tạch cái. Tiếng tạch một cái. Tôi để ý cái chỗ chia sẻ này của bác sĩ Trung về cái độ hít hút của nó đấy. Cô cầm một cái bánh nhỏ, cô thử nhai vào xem nó có độ giòn của nó một tí. Cô cứ nhai mình cho cô một cái cốc nước ra đây cho. Cô để đây. Thì những cái video mà em chia sẻ đây thì nó cũng giống như thực tế này thôi. Tôi quan tâm đến cái chỗ chia sẻ của bác sĩ Trung là cái chỗ cái hàm tháo lắp này, chỗ hít mút ấy. Tôi thấy vì đa số là tôi thấy nó bị cựa. Đúng rồi. Các vị kêu bị cựa. Nghĩa là nó không, nó rơi hàm, nó bênh hàm. Vâng, đấy ạ. Cô nhai cả cái miếng bánh vào, hai bên. Cứ nhai bình thường như thế nào. Cô thấy nó chặt chẽ hơn so với là trước kia rất là nhiều không? Đấy là cái mà cảm nhận khác nhau. Tại sao nó phải mất nhiều lần như vậy? Nghĩa là lần này cô đi làm thì cô thấy nó nhiều lần hơn không? Đó. Tốn thời gian hơn. Mặc 2 lần thôi, chứ không 4 lần. Không thể ngắn được. Và vì sao mình có rút ngắn? Đây này, em đã dùng tất cả những cái giai đoạn nào mà em có thể rút ngắn được. Em đã rút ngắn rồi. Nhưng mà nó phải trải qua các cái giai đoạn bước để thử như vậy. Chính quá trình thử như thế thì nó mới giữ được cái hàm của cô ngày hôm nay. Cô cắn lại. Bỏ ai công mình đi từ mãi Phú Thọ đến đây. Hôm nay thì chú có thể chia sẻ cho mình cái cảm nhận mà hành trình cách đây 2 tuần đến bây giờ xem nào. Nghĩa là cô chú tại sao mà cô chú đến đây và cô chú hành trình đấy thì cô chú cảm nhận thế nào? Thực ra thì thưa bác sĩ là tôi cũng xem trên YouTube rất là nhiều cái sự chia sẻ của bác sĩ. Dạ. Đặc biệt tôi để ý đến cái yếu tố chi tiết. Sau khi nhà tôi, bà xã nhà tôi đã làm răng không phải một lần, nay là lần đầu tiên.
làm nhiều lần và nhiều cơ sở rồi. Dạ. Nhưng mà tôi tìm hiểu trên YouTube, tôi thấy những cái chia sẻ tôi thấy rất là thiết thực đối với những người mà phải làm răng. Dạ. Kể cả không phải là răng tháo lắp như thế nào. Dạ. Thì tôi đến đây thì tôi trước hết là đến cơ sở, tôi thấy nó rất là sạch sẽ, khang dạ. trang và được rồi các cái thiết bị máy móc rất là tốt. Dạ. Đặc biệt cái sự quan tâm của các y bác sĩ ở đây. Dạ. À, tiếp đón bệnh nhân rồi là các cái chia sẻ rất là chân tình. Dạ. Tôi thấy những cái điều đó nó làm cho tôi có một cái cảm tình đầu tiên. Dạ. À, trước hết nói về cái khả năng kỹ thuật thì chưa dám nói sâu cái này. Dạ. Thì nhưng mà trước hết là đến đây là tôi thấy có những cái mà tôi rất là ưng ý mà làm cho bệnh nhân hoặc người thân của bệnh nhân như tôi chẳng hạn, đưa bà xã nhà tôi đến đây thì cảm rất yên lòng. Cái đặc biệt nữa là gặp bác sĩ Trung trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân và chia sẻ những cái gì cần và không cần đối với người thân của bệnh nhân nữa. Đó là những yếu tố mà làm cho chúng tôi rất yên lòng. Thế đến đây thì đến hôm nay là ngày lần thứ tư mà lần được lắp hoàn thiện. Trước mắt là hoàn thiện ở cái mức độ ban đầu như thế này. Thế về rồi ăn nhai của bà xã nhà tôi như thế nào trực tiếp tôi sẽ thông tin đối với bác sĩ và nói lại những cái tình tiết đã xảy ra sau này. Và cái cảm nhận của cô thì thế nào? Nghĩa là khi mà cô đã trải qua nhiều lần làm răng ấy, thì cô cảm nhận như nào? Cô thấy tốt mà, làm đây thì được nó thấy nó vững chắc hơn. Lúc đầu cô có lo lắng gì không? Lúc đầu cô thấy mấy cái răng này nó buốt và cô bảo cứ thế, chị bảo có kỹ cứ để như thế làm. Thực ra nói thêm với bác sĩ Trung như thế này. Dạ. Về nó buốt. Tôi rất lo là bà ấy, do cái ảnh hưởng của răng lợi mà không ăn được. Dạ. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe và sau này là nữa là tuổi thọ. Dạ. Thế nên là hôm nọ ấy, tôi do cái công việc gia đình ấy thì tôi bận không đi được. Dạ. Thực ra nói với bác sĩ là tôi đi ấy, thì phải chi thêm với 500-600 nghìn nữa. Nếu một mình bà đi sẽ bớt đi được 500-600 nghìn nữa. Dạ, tiền xe cộ thôi. Thế tôi đi thì không đi thì về bà ấy có nói với tôi, chia sẻ với tôi là tôi thấy lúc ăn cơm ấy là tôi thấy răng nó dài mà hình như hơi nó vông ra một tí. Mấy hai nữa là răng to không ạ? Thì không biết là họ còn làm những cái gì sửa như thế nào không. Tôi thấy áy náy một chút. Tôi phải trực tiếp điện về thì không gặp bác sĩ đâu, nhưng tôi gặp Lễ Tân đấy. Thì là tôi muốn gặp bác sĩ cái là chia sẻ những cái băn khoăn ban đầu. Thế nhưng mà sau này được phản hồi là chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh, mà đấy là cái bước đầu để gắn vào hàm để kiểm tra đấy. Đúng rồi. Thế thì tôi thì cũng yên tâm luôn. Thì đến hôm nay về thì em về cho cả kỹ thuật, ví dụ như là cần chỉnh sửa hay là tỉa tót gì đấy mình làm tại chỗ được mà. Thứ hai là để mình làm, thứ nhất là mình ở từ xa nên em luôn luôn là chỉ muốn những cái gì mà nó tốt nhất cho bệnh nhân. Về hôm nay thôi nhìn thế này thì là ưng rồi. Đặc biệt nó rất là chắc. Chắc là cái môi mình trước nó hóng màu rồi ấy thì khoảng ăn hơn. Nó có môi đúng rồi, bởi vì hai là cái tầng mặt ngày xưa nó thấp. Tí này em sẽ gửi lại những cái bức ảnh ngày xưa. Ngày xưa những cái nếp này nó nhiều. Nên là nó sập xuống. Thế bây giờ là nó dài ra một xíu khoảng 1-2 mm thì nó sẽ làm cho cái cằm này nó sẽ được dài ra và nó trẻ hơn. Nên là nó không bị sập ở cái rãnh môi này. Đây là nó khác. Cô cười đi. Cái màu sắc em chọn cho cô là cái màu nó tương đối tự nhiên. Nghĩa là một cái màu nó không tối quá mà nó cũng không sáng so với con người. Phù hợp tuổi. Nó phù hợp với cái tuổi của mình. Cái này cô vẫn phải qua tái khám. Ví dụ như là gì, nếu mà ổn định rồi thì thôi. Thì chúc mừng cô chú. Còn nếu bất kể một cái vướng cộm gì hay là cần chỉnh sửa gì ấy. Nghĩa là của cô chú dọc cái hành trình từ nay đến mà nhiều năm sau cô chú có thể về đây bất kể lúc nào. Đấy là cái việc đầu tiên là cháu muốn dặn. Cái thứ hai là định kỳ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Nếu mà cô có tiện đường về Hà Nội chữa bệnh hoặc là thăm Noma thì hãy qua về phòng khám em để em, thứ nhất là để cháu kiểm tra cho cô. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là ví dụ như là nếu không được 6 tháng thì có thể 1 năm đến 2 năm cô vẫn nên quay về phòng khám. Thứ nhất là gì, có những cái lúc mà gì cái nền hàm nó bị tiêu. Bởi vì cái hàm nhựa này của mình thì không tiêu được. Nhưng mà cái sống hàm của cô ấy thì nó có thể nó tiêu đi. Và lúc này em có thể nót một chút nhựa thì cho cô có thể là gì về luôn được. Và nó có thể thay. Và trên này cái hàm không liên kết này là cái hàm công nghệ mà tiên tiến của cái hàm tháo lắp. Thì cái gioăng nó mòn thì cô cũng có thể qua. Cái sự thay gioăng nó không có tốn nhiều tiền. Cái vật liệu em có mua về nó chỉ hết có 300.000-400.000 một cái gioăng thôi. Thì lúc đó cô chỉ tốn mỗi cái tiền mua về cho hãng thôi. Còn đâu cái công mà thay cái em làm được hết tặng cô. Thì đấy là cái mà cô có thể sửa chữa về sau bất kể lúc nào. Hoặc là không may về ăn nhai, nó là hàm tháo lắp mà. Không may nó có rơi, nó vỡ. Bởi vì nó có thể xảy ra. Hoặc là gì có những lúc mà gì mình nhai, có thể đây là cái hệ thống răng composite, nó có thể nó bong. Có bệnh nhân là bị bong. Bong nhưng mà mình cũng đừng có hoảng. Lúc này cô cứ bình tĩnh, cái này thì bác Trung đã dặn rồi, cô có thể quay trở lại phòng khám. Em có thể là gì gắn nó lại trở lại bình thường. Và có thể là bình thường, cô không phải lo lắng gì, không phải thay gì cả. Đến cả cái hàm vỡ, ví dụ hàm dưới vỡ đôi đây em có thể chắc nối lại, vá lại giống như kiểu là ban đầu. Thì đấy là cái mà cô không phải lo. Bởi vì em muốn một cái hàm tháo lắp này
ăn nhai ít nhất là việc nhiều năm chứ không phải 1-2 năm. Bây giờ nó là toàn bộ hàm này, hàm răng này thì nó rất là chặt. Thực sự là gì, những cái hàm này khi mà nó còn tăng cường thêm tí keo này rất là chặt, bản thân nó cũng đã chặt. Nhưng mà nếu mà thêm tí keo cho anh hộp keo đầu tiên nhé, thì em tặng cô nãy thấy bác sĩ đi keo người có đưa tôi gửi được keo, tặng bác cái nồi keo đầu tiên. Nếu mà sau này mình không cần keo cũng được thì bác không cần phải dùng keo. Cái keo này một nọ dùng nhiều khi cả 6 tháng 1 năm cũng hết đâu. Nghĩa là mình cho một xíu này nó đã chặt rồi, muốn chặt thêm còn thế này chặt. Đúng rồi, hoặc là ví dụ cô đi đâu mà cô cần muốn đeo vào, còn ở trên Phú Thọ nếu mà cô cần thấy đau đâu cô có thể là đi qua bác sĩ, nó bảo bác sĩ là gì ở trên đấy bảo là chỉnh cho cô chỗ này nó hơi đau, họ sẽ mài vào đánh bóng, xong mài xong thì bảo là cháu đánh bóng kỹ cho cô để cho nó sạch đấy. Cô cắn lại đi. Chú ơi, không chú? Vâng, đúng rồi. Chú có một lời nào muốn nói với bệnh nhân ở xa hoặc là bệnh nhân mất răng như của cô nhà nhà chú? Thực ra thì qua cái hàm răng của bà xã tôi đây thì chắc chắn sẽ có những cái bệnh nhân gần lực cận kề với tôi. Dạ. Một ngày gần nhất có khả năng sẽ vấn đề bác sĩ. Dạ. Đặc biệt là họ sẽ nhìn vào hàm răng của bà này. Dạ. Cảm ơn cô. Nếu như mà xung quanh mà mọi người có những cái hàm răng mà bị mất như cô thì có thể là giúp em lan tỏa để cho mọi người yên tâm, là bởi vì có những bệnh nhân là trong tay đã sở hữu khoảng 5-7 cái hàm như này. Đấy, rất nhiều. Đấy. Có những người mang đến cả vốc cho em không ăn nhai được, mặc dù mới làm xong có những cái hàm tốn 5-10 triệu nhưng mà mang đến cả một vốc hàm nhưng mà bảo chú không ăn được, mà đến lúc mà em tư vấn cái hàm thông lắm cũng bảo làm như thế. Nhiều khi bệnh nhân không tin, bệnh nhân bảo là gì, tôi đã làm nhiều hàm như thế rồi nó không ăn nhai được, cả hàm cứng, cả hàm mềm, cả hàm khung. Nhưng lúc này em phải mất rất nhiều thời gian, mà thôi thì em sẽ cố gắng làm hết cỡ tất cả các quy trình, nếu như mà không ăn nhai được em không lấy tiền. Lúc đấy thì bệnh nhân bắt đầu là mới hôm nọ mới tin tưởng. Thưa bác sĩ, là hôm nọ trong một bữa cơm gia đình tôi đang nói chuyện răng của bà, tôi còn bà mẹ 94 tuổi. Dạ. Cũng dùng hàm tháo lắp hàm giả này cách đây phải mười mấy năm. Dạ. Cụ cũng đòi đi nhưng cụ yếu quá. Đòi đi làm răng cũng vất vả quá. Vâng. Không đi được. Dạ. Xa quá, mấy hai nữa là cụ nhiều tuổi quá rồi. Dạ. Thế nên... Rồi thì chúc cô chú là về có một hàm răng chúng ta ăn nhai nó khỏe mạnh. Và bất kể có vấn đề gì thì là cô cứ quay trở lại phòng khám nhé. Này, cô cắn lại đi. Trước hết là xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn toàn thể ekip của cái chương trình làm răng cho bà xã nhà tôi. Dạ. Thế và cũng theo như cái chia sẻ của bác sĩ ấy, thì cái chu kỳ từ 6 tháng hoặc là trong cái chu kỳ đó thì cố gắng làm sao cho đưa bà về thăm khám thường xuyên thì tốt hơn. Chú có thể chia sẻ mọi người là với cái thực tế trên YouTube với hiện tại thì có đạt hơn sự kỳ vọng không? Với cả về mọi thứ. Thực ra thì tôi thấy đúng là trên YouTube có thể không phản ánh hết tất cả được. Dạ, nhưng về rồi. Đến đây mới thấy nó rất là đầy đủ. Dạ. Về đến đây thì mới thấy được cái cơ sở của mình. Dạ. Mà tôi đặt chân ở đây từ tầng 1 cho đến tầng 6 thì tôi thấy là ở mọi cái phòng đều là được trang bị, rồi là được vệ sinh rất sạch sẽ. Dạ. Và được các y bác sĩ ở đây tư vấn rồi thăm khám rồi là chia sẻ với bệnh nhân cũng như người thân của bệnh nhân. Dạ. Rất là chu đáo. Thì em cũng có một lời chia sẻ là bởi vì sao trên YouTube thì chỉ có lúc mà em chia sẻ này thôi, nhiều khi đến bây giờ cũng thế thôi, chỉ ghi được cái khoảnh khắc mà của em với cô chú nói chuyện với nhau này, nhưng mà không toát được cả cái quá trình mà mình nỗ lực làm hay là quá trình mà cô ngồi chờ đợi. Nhiều khi mà để chỉnh sửa một cái hàm này thôi nhưng mà mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để mình chỉnh sửa từng tí một. Đấy thì là bệnh nhân cũng hy vọng bệnh nhân phải có nhiều thời gian để em có thể là giúp bệnh nhân làm những cái hàm như này. Rất là cảm ơn cô chú đã đến từ nơi xa. Tôi xem trên YouTube, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần. Dạ. Mà mỗi một lần là phải lại phải cho cháu đi gọi bà lên để tôi tời lại cho bà xem những cái chi tiết chia sẻ của bác sĩ. Dạ. Phải như vậy và rất nhiều lần. Dạ. Để mà tôi quyết định. Dạ. Thế nên là vậy là hành trình đã khép lại. Thấy bác cười nhiều hơn, tinh thần phấn chấn hơn, chúng tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hy vọng với bộ răng mới này, bác sẽ ngày càng có nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, ăn hưởng tuổi già bên gia đình.